Dạ. À, không cần đâu chị, không cần đâu chị. Này chắc trên này người ta hay hủy chuyến hay sao mà. Đúng rồi, tụi nó kêu hủy chuyến. Tại tụi em chạy Sài Gòn mà chạy hủy chuyến xong rồi nó giam áp chết luôn đó. Gửi thêm luôn hả? Dạ em gửi thêm. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay thứ sáu nữa ha, tiếp tục ha. Nói chung là sắp Tết rồi, cho nên là tranh thủ bào mọi người. Thì bữa nay bây giờ này mới 9 giờ mấy à, hôm nay mình sẽ ra sớm. Nói chung là hôm qua là 12 giờ mấy mới về tới nhà. Về ăn uống xong nó no hay sao mà ngủ không được. Nói chung là ngủ không được mấy tiếng rồi. Thì kệ, hôm nay mình cứ chạy ha. Còn khi nào mà nó mệt quá thì mình ghé vô quán giỏng rồi nó mình nằm mình ngủ. Chứ để mà nó buồn ngủ quá mình chạy nó cũng mất an toàn mọi người. Thì để hôm nay gắng phấn đấu lấy thêm thưởng 50k nữa mọi người ha. Nhưng mà đường nó nổ đều thì chạy tới 12 giờ thì khả năng được là bình thường. Đừng có đi khỏi Bình Dương thì khỏi Sài Gòn thì nó hơi chua thôi. Rồi thôi ok anh em ha, thì bây giờ mình sẽ mặc đồ vô và mình bật app lên mình đi di chuyển ra ngoài ha. Hy vọng hôm nay vẫn sẽ là một ngày may mắn. Yêu thương subscribe ok mình nha anh em. Rồi chúc anh em an lành hạnh phúc trong mùa Tết này nha. Thì anh em chạy xem công nghệ thì thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Chạy nhanh em ha. Ok anh em. Rồi ok anh em, thì hiện tại mình đang ở Ninh Xuân nha, đường Chuông Tre, đường số 11. Thì cái đoạn đường này mấy hôm nay thấy đứng ở đây đường nó cũng hay nổ nè. Ví dụ này nó cũng có mấy cái chỗ hay giao hàng, cái kho này kia. Thì hôm nay đứng tí nữa xem thử có vận may hay không. Rồi mình sẽ di chuyển sâu xuống trung tâm. Còn ngày thì mỗi ngày mỗi khác, cho nên là không phải là còn mai ngày nào cũng có mọi người. Giờ 9:50 nha, 10 giờ mà không có đơn mình sẽ di chuyển. Ok, cuối cùng cũng có đơn rồi anh em ơi, 10 giờ rưỡi có đơn nha. Ui, 41.000 có đơn là động lực đó, có động lực rồi. Lại là chung cư này, hy vọng là lại may mắn giống như hôm qua ở đầu ở chung cư này. Hy vọng là vậy, hy vọng là vậy. Chứ nãy giờ ra tiếng rồi mới có đơn, người ta ngồi kế mình, người ta nổ dùng. Nói vậy thôi chứ ai có sớm chạy sớm, ai có trễ chạy trễ thế thôi. Đúng không anh em? Đúng, đúng. Rồi, dạ. Yeah. Gọn lẹ. Chứ gọi điện tử là làm sẵn hết nha mọi người. Khách xuống là đưa hàng bẹp cái là lụm đi thôi. Tí tới nơi cái mình cũng ký sẵn về nộp phím luôn. Khỏi phải quên. 41.000. Chị lấy hàng tên gì chị? My đúng không? Rồi em gửi. Rồi xong rồi đó. Rồi cảm ơn. Nam Á Banh. Ôi vậy hả? May quá. 61. Rồi em cảm ơn. May quá. Trời hết pin luôn. Hai túi luôn hả? Hai túi hả? Dạ rồi. Đơn thứ hai 41k02. Tiếp tục là đơn 44.000 nha anh em ơi. Mình đã kẹt xe quá trời kẹt xe rồi. Giờ ở đây nghe ông trường nhân chủ nó kẹt kinh luôn nè. 11 giờ mới kẹt ghê thiệt. Dạ dạ. 63.000 anh chị. 63. Đó xếp cho tôi 63 luôn nè. Ừ. Từ 32 qua rồi. Mà sao nó ông trưa xếp 4 giờ mà xếp 4 giờ mà 63.000 ghê trời. Siêu tốc mà. Trời đất. Mà đặt siêu tốc cho đâu có 4 giờ đâu. Ủa rô này rô gì vậy? Ủa này không phải của em anh ơi. Cái này không phải của em. Chị Linh, không phải chị Linh đâu. Nó đưa lộn đồ rồi. Người gỡ là ai vậy? Cái này không phải của em. Rồi mai kiểm tra. Mình cũng đang chờ một bộ đồ màu đen. Vậy hả? Kỳ cục đi. Rõ ràng là shop bán là shop 4 giờ là có 20.000. Đúng rồi, 4 giờ thì nó rẻ. Chói quá. Đây nè. Rồi. Ờ
Rồi, ok, em anh chị. 29. Không đủ rồi. Không đủ thì thôi. 27, 28 gì cũng được, có kệ đi anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ, rồi cảm ơn anh. Gửi anh 20 cà phê, còn bà anh không trả tiền riêng nha. Chào em thôi, còn bản thì không tính tiền với anh nha. Ok, ok. Nó hơi dài nha mọi người, nhưng mà được tiếp thêm 20 uống cà phê nha. Hôm qua tháo bỏ mấy cái dây chi rồi nó không có chỗ để, trời. Đó, có cách hết, hợp lý. 45 cái sao để hả? Ừ, lẹ lẹ để xong đi ông kia đi ông muộn mất em. Cho mình xuống. À xuống. Đi rồi, xuống. Từ từ đưa ngoài. Cứ đợi. Đi rồi. 68. 66 à? 68 xe đó. Là chuyển lên đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi anh mở cửa đi, anh nhìn đó. Mở cửa cho ba cái đeo. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ, ok. Rồi. À, nó có 22.000 để em có tiền. Rồi, em cảm ơn nhé. Đường mòn. Tiếp 6k. Đi quê sớm vậy anh? Thì ăn Tết được rồi. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, vui quê Tết vui vẻ nha. Chở hai luôn, có mấy trăm mét rồi. 8.000, 16 là 32, đưa 50 thôi cũng được. Có vài trăm mét. 700-800 mét gì vậy? Chứ liều. Liều, hy vọng ăn nhiều. Rồi, xong luôn. Ăn mài luôn mọi người ơi. Giờ đưa đơn 94.000 đi về Bình Dương luôn. Về Thủ Dầu Một luôn. Buồn thiệt sự. Vô đó. Vô đó luôn hả chú? Hay đây. Em đang giao nè anh ơi. Rồi rồi em gọi rồi, gọi chị kia rồi. Không phận sự miễn vào. Còn chú Vinh vô ha. Cầm một cái tay này đi đi. Không thấy. Đi lên trên cầu thang luôn. Cầu thang luôn hả? Này, ngồi tốt. Này. Ok mọi người ơi, mình là mình giao hàng xong rồi nha. Bây giờ ở chung mình chẳng biết di chuyển đi đâu nữa nên mình cứ đảo vòng đi. Đảo tới đảo lui có đơn giao hàng gì không. Nhưng bây giờ đang còn giờ làm việc, hy vọng là sẽ có đơn giao hàng. Còn không có thì lủi ra khu dân cư tí nữa thì tính tiếp. Nói chung mình lên đây thì phải chậm đơn rồi đó. Còn có hay không thì không biết nha, hên xui rồi nha. Lâu quá không có thì mình bật được hướng, mình chạy thẳng về Sài Gòn luôn. Chứ nằm đây hoài là cũng không được. Nhưng mà hy vọng là sẽ có đơn. Hy vọng là đẩy mình lên rồi sẽ lôi mình về. Chứ đừng có đẩy đi luôn nha anh Ráp ơi. Nói gì cho mọi người thiệt chứ hôm giờ mà đi lên Bình Dương thấy bất an quá. Cơ hội mong manh. Lâu lâu mới có đơn thôi, kiểu như hôm trước thì cũng hên hên được một lần.
siêu tốc Bình Dương mấy má ơi, không nguy cơ khui. 122.000 quá đã rồi. Ô la la. Yeah yeah. Quá im rồi em ơi. Rồi được cho khách rồi mọi người. Nói chung là mấy cái đơn mà lên đi xa này á, mà thấy đơn giao hàng là mình chạy tới là tâm lý nó bất ổn lắm, sợ đang chạy mà bị quỷ cái để xem như xong luôn. Bây giờ đã ok rồi nha. Nói chung là nãy giờ 30 phút là có đơn. Cái này đi về Bình Thạnh nha. 170.000 mọi người. Quá im. Dạ. À, không cần đâu chị, không cần đâu chị. Này chắc trên này người ta hay hủy chuyến hay sao mà. Đúng rồi, tụi em đang kêu hủy chuyến. Tại tụi em chạy Sài Gòn mà chạy hủy chuyến xong rồi nó da máp chết luôn đó. Gửi thêm luôn hả? Dạ, em gửi thêm. Trăm bảy mươi ba mà chị đưa nhiều vậy? Em gửi anh tiền uống nước. Em cảm ơn nha. Dạ, dạ. Trời ơi, gặp khách VIP rồi. Dạ. Trời ơi mấy anh ơi, nếu không tin được 173 mà khách đưa nhiêu đây nè mấy không. Trời ơi quá trời vui, hạnh phúc rồi mọi người ơi. Khách tiếp cho 127.000. Cuốn xe mình có 122.000, khách tiếp 127.000. Má ơi, là đầu tiên mà thấy khách ở Bình Dương mà xích xào kiểu này. Mà khách còn hỏi mình hủy cuốn không nữa. Tức là mấy anh ở trên này là hay kêu hủy đúng không? Tôi là nói thẳng anh em biết là anh em mới chạy này kia, anh em để ý đừng có tham của nó một tí. Anh em mà hủy của nó sau này mà anh em mà có nhận đơn áp đi xa, anh em mơ còn lâu mới có đơn về nha, nói trước. Cho nên là mình chấp nhận chạy là mình phải chơi thôi, chứ còn khi mà khách ngoài mà kêu quen rồi kêu mình á thì mình hãy chơi kiểu đó, mình hãy lấy toàn bộ. Chứ còn nó đã đưa cuốc cho mình trên áp rồi mà mình lấy cuốc của nó mà hủy cuốc là anh em xem một tuần sau anh em chạy có khả năng là đơn, anh em không có đơn luôn. Cho nên là chấp nhận chạy là phải chơi luôn nha. Ôi nói chung là quá tuyệt vời anh em ơi, quá sướng, quá sướng, tiếp quá đã. Ok xong rồi mọi người. 5:02 chạy năm mấy phút. 22.000. Hai túi hả? Đúng rồi. Cái cột một túi rồi đó. Ê, cái này cột được không ta? Em sợ cột nó hư cái vỏ á. Từ từ để em dựng cái xe xuống cái. Hư không đền nha. Có làm bể được rồi. Cái này để trước được không? Chắc được, ta để trước được. Được là phải được đó, nhưng mà nó hơi khó khăn xíu. Cầm cần đúng không? Cầm cần chứ không phải là hơi. Từ từ, cứ bình tĩnh đi. Rồi 86. Để em thôi thiệt. Rồi em cảm ơn chị. 22. Rồi 900m 15.000. Vô giờ 162 á. Rồi, cảm ơn. Hóc Môn nha mọi người. 16 cây số, 162.000. Mình 131. Giờ quẹo ra cái đi hơi sâu rồi, quẹo ra là mới được. Tại em tưởng cái gì đó, thấy mới nhận cuốc thấy gọi liền luôn á. Không, ý là mà sao gọi nó cũng nghe được á. Do mạng, do app nó hay bị, do app nó hay bị lỗi. Mình chạy lên với lần lượng 203 gì cái quán dê Thanh Ngoan á. Dạ dạ, nó đang bị đứng chỗ thống nhất á. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Dạ. Okay. 50 anh. Dạ dạ. Chị FK mà quên điện thoại trên xe luôn, nó ghê. Phụ phí 9.000 nha mọi người.
tại anh gấp ca, anh đặt gấp tay giao hàng lấy thêm 9.000. 41 chỉ có 1.000 không? Mẹ ơi, có tiền lẻ đó không? Thế mà thôi khỏi cũng được, anh lấy 40 thôi chị, khỏi đi. Kệ đi, không sao đâu, có 1.000 nè. 45 em phải đưa lại chị lại, từ từ. Rồi, thêm cảm ơn nhé. Đây hả? 70. Ok, 48.000. Rồi, cảm ơn nhé. Bò 22.000 nha anh em ơi. Có 450 hả? Cầm đi không? 150. Rồi, đủ ha. Xong đơn hàng cót 450. Lấy đồ hả anh? Nguyên đúng không? Cái này nó không để tên nữa. Nguyên đúng không? Nó để Julie không để tên anh. Nhưng mà cót 450 á. Này tính bào lấy cho đủ ngọc luôn mà giờ 10.30 mà mới có 301 ngọc rồi mọi người ơi. Chắc bào cũng nổi. 18 cuốc xe. Bao nhiêu tiền? Để em coi. 50 anh. Thì lẽ anh không đủ hả? 50. Dạ, cho em mượn nóng, cho em mượn nóng. Đôi khi á, quên em. Dạ dạ, ok rồi, cảm ơn. Trời ơi, anh em tin được không chứ hôm qua đúng giờ này cũng 10 giờ mấy cũng đẩy qua Vĩnh Lộc, rồi hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng giờ này rồi đẩy xuống tỉnh lộ 10 luôn. Khu mà tái định cư Bổ Quan nè mọi người. Quải thiệt chứ. Giờ quay đầu ra luôn chứ làm gì nữa giờ. 43. Cảm ơn. Bốn bốn hoặc là 45 đi. Dạ. Ê, gớt rồi, gớt. Từ từ cứ đánh. Dạ, cảm ơn anh. Không kịp rồi nha anh em ơi. Cho nên mình thôi điều hướng về 23 giờ 41 rồi. Còn tới 4 mấy ngọc nữa. Phải có cuốc gấp 3 rồi cuốc hàng cỡ lớn nữa thì mới đủ kịp. Mà thôi. Ôi, ok anh em ơi. Tiếp tục được đơn nữa về tới nhà luôn nha. Là điều hướng này có 2 đơn nha. Nói chung là phê lắm, phê đó anh em ơi. Tôi chạy 14 tiếng rồi đó. 14 tiếng hơn chút xíu rồi. Rồi thôi bây giờ tôi cho anh em coi thu nhập cái tôi đi về nha. Thì tiền tiếp của tôi hôm nay đã coi. Tiền tiếp hôm nay không là được 260 đó nha mọi người. 250 đến 250 đi. Nói chung là bữa nay tiền tiếp hơi khá là nhiều nha. Áp 99.000. Áp 99.000 là nó lọt qua ngày mới luôn nha mọi người. Bây giờ nếu mà tính bỏ cái này ra thì nó còn 13 tiếng. Còn nếu mà tính này vô thì 14 tiếng ha. Và mình được tổng thu nhập cho 13 tiếng hôm nay là được 908.000. Còn nếu mà 14 tiếng là 1.010.000 thu nhập trên app. Rồi thôi thì mình tính hôm nay đi ha, là xem 13 tiếng là mình được 908.000 và tiền tiếp của mình được 250. Nói chung là tiền tiếp thì bù chi phí xăng còn ăn uống thì mọi người không tới đâu, nhưng mà xem như là hôm nay là mình 13 tiếng là mình được 950 ha. Còn tính 14 tiếng là khoảng 1.000.000, 1.000.000 đó, chứ 14 tiếng là 1.000.000, quá phê mọi người ơi. Thì riêng thưởng thì hôm nay không đạt mục tiêu nha. Có 353 ngọc à. Mà mình thấy không có
không có kịp thời gian nên mình điều ước về luôn á. Thì hôm qua thì đủ thưởng mà điều ước đi xe không về, rồi hôm nay thì được hai cuốc 99.000 mà không có thưởng. Thế thôi, ok, thế vậy là được rồi, quá phê rồi. Nói chung là mấy ngày này thì tranh thủ bào được xíu chứ cũng đuối lắm anh em ơi. Nói cái gì cái chứ phải giữ gìn sức khỏe thôi. Kiếm tiền thì kiếm lâu dài mà. Chạy nhiều quá buồn ngủ là nguy hiểm lắm. Vấn đề gì cái là xong luôn chứ không phải giỡn đâu. Rồi thôi vậy nha anh em nha. Mấy video này không biết khi nào mới đăng được. Thì chúc anh em thật nhiều sức khỏe, cái nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Nói chung yêu thương thì subscribe ủng hộ kênh mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á. Còn để bye bye anh em nha. Bye anh em nha. Thế rồi.